Em xin kính chào các thầy cô. Em tên là Nguyễn Trần Mỹ, học lớp 10B, trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Hôm nay em xin được thuyết trình chủ đề lịch sử chùa Long Hoa, quận 7. Không ít người đến viếng chùa Long Hoa chỉ biết rằng đây chỉ là ngôi chùa đã tồn tại từ rất lâu và là nơi nuôi dạy trẻ mồ côi, mà không biết rằng ngôi chùa này còn là nơi che giấu những sự cách mạng hoạt động tại địa bàn nhà bè cũ. Đây là quận 7 trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Chùa được thành lập vào năm 1902 bởi các tín đồ Phật tử tại địa phương. Trải qua nhiều lần trùng tu lớn, chùa đã trở nên khang trang, đồ sộ với khuôn viên 14.000 m² và được công nhận là di tích chùa cổ. Chùa được xây dựng theo kiến trúc chùa cổ miền Bắc, có cổng tham quan với màu sắc sặc sỡ, khu chính điện, trai đường, khu nhà ở và khu nuôi dạy trẻ mồ côi. Hai bên chùa là cổng nhỏ và một cổng lớn với hai bức tượng chầu, kiến trúc điêu khắc đặc biệt tinh xảo và được trang trí uy nghiêm bằng những tượng thờ như Bồ Tát Hữu Hiền, Bồ Tát Điện Lạc, Bồ Tát Quan Thế Âm. Nơi đây được xem là nơi lưu giữ dấu tích lịch sử thời chống Mỹ cứu nước ở phường Phú Mỹ, quận 7, là bởi đây là căn cứ bí mật, trung tâm liên lạc của các đồng chí lãnh đạo phong trào ở địa bàn nhà bè. Nơi đây gồm có các đồng chí như đồng chí Bảy Khởi, đồng chí Thư Đen, đồng chí Mười Tân, đồng chí Mười Dinh từng ẩn nấp để tham gia hoạt động, Hòa Thượng Thích Đức Long cùng các đồng chí đào trong khuôn viên hai cái hầm ẩn nấp cho các nơi đây đã nhiều lần bị khám xét, kiểm tra nhưng phía địch vẫn chưa phát hiện ra các tiến bộ của ta. Đó chính là nhờ các tiến bộ của ta, đó chính là nhờ vị trí bí mật của hai cái hầm cũng như nhờ sự giúp đỡ hết mình của Hòa Thượng Thích Đức Long. Thời còn chống Mỹ, phía sau chùa còn có một bến đò là nơi chuyển tiếp cán bộ Sài Gòn xuống Phùng 4 để tăng cường hoạt động. Đặc biệt là năm 1968, tại bến đò này, chùa đã chuyển một lúc 38 cán bộ trót lọt xuống Phùng 4. Còn có một hầm bí mật làm bằng lưu đựng nước nhưng đã bị mất hết dấu tích. Tóm lại, chùa Long Hoa ngày nay vẫn còn lưu lại dấu tích của thời chiến đấu anh liệt của quân nhân nhà bè. Nơi đây đã từng là điểm dừng chân an toàn cho biết bao đồng chí du kích của ta trong thời gian Mỹ Ngụy đàn áp. Vì vậy, nơi đây xứng đáng được công nhận là di tích lịch sử để góp phần giáo dục, ý thức cho thế hệ trẻ biết được sự chiến đấu gian khổ của các thế hệ đi trước ở địa bàn nhà bè trước đây. Em xin hoàn thành bài thuyết trình.